6 nguyên nhân gây ra mãn kinh sớm phụ nữ nên biết. Độ tuổi trung niên bắt đầu mãn kinh sớm tự nhiên từ khoảng là 51 tuổi. Tuy nhiên, do di truyền, bệnh tật và một số các phương pháp điều trị, một số phụ nữ trước 40 tuổi đã kỳ mãn kinh. Mãn kinh sớm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người phụ nữ. Có nhiều các nguyên nhân gây mãn kinh sớm, mặc dù đôi khi cái nguyên nhân đó không thể xác định được rõ ràng. Một là yếu tố di truyền, nếu mà không có tình trạng sức khỏe nào rõ ràng gây nên mãn kinh sớm, nguyên nhân có thể là do yếu tố di truyền. Biết được khoảng thời gian mẹ của bạn bắt đầu mãn kinh có thể sẽ giúp cung cấp manh mối về việc là khi nào bạn sẽ bắt đầu cái quá trình này. Nếu như mẹ của bạn từng trải qua cái quá trình mãn kinh sớm, bạn có nguy cơ gặp điều tương tự, tuy nhiên gen chỉ là một phần của vấn đề thôi. 2. Nguyên nhân bắt đầu từ lối sống. Một vài nguyên nhân bắt đầu từ lối sống có thể tác động đến việc là khi nào bạn trải qua cái quá trình mãn kinh. Khói thuốc lá làm giảm lượng estrogen và đóng góp vào sự xuất hiện của mãn kinh sớm. Chỉ số khối cơ thể, viết tắt là BMI, cũng có thể là một yếu tố liên quan đến mãn kinh sớm. Estrogen được dự trữ trong các mô mỡ. Những người mà phụ nữ có cơ thể là gầy gò thường có lượng estrogen dự trữ ít hơn và bạn có thể là gây cạn kiệt sớm. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số người có chế độ ăn chay, ít tập thể dục và ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đều có thể là gây ra việc mãn kinh sớm. Thứ ba, đó là bệnh tự miễn. Mãn kinh từ rất sớm có thể là triệu chứng của nhiều bệnh như là tự miễn, như là bệnh về tuyến giáp, bệnh về thấp khớp. Đây là bệnh khi mà hệ thống miễn dịch nhầm lẫn giữa một phần trong cơ thể là kẻ xâm lấn và bắt đầu là tấn công cái bộ phận này. Sự viêm gây ra bởi các bệnh như là ảnh hưởng tới các hoạt động của buồng trứng, và mãn kinh bắt đầu khi mà buồng trứng ngừng hoạt động. Thứ tư, đó là suy giảm tự nhiên hormone sinh sản. Đến khi mà những năm cuối của ngưỡng mà 30 đến 40 tuổi, buồng trứng sẽ bắt đầu là sản xuất ít lượng estrogen và progesterone, những hormone điều hòa kinh nguyệt này, và khả năng ra sản sinh của bạn sẽ bị giảm đi. Ở những năm 40, chu kỳ kinh nguyệt của bạn có thể là trở nên dài ra hoặc là ngắn lại, nhiều hay là ít hơn, thường xuyên hay là thi thoảng hơn. Cho đến vào khoảng 51 tuổi thì buồng trứng của bạn sẽ dừng sản xuất ra trứng và bạn sẽ không còn kinh nguyệt nữa. Thứ năm, phẫu thuật cắt tử cung. Phẫu thuật cắt tử cung nhưng mà giữ lại buồng trứng thường thì không gây nên mãn kinh ngay. Dù bạn không còn kinh nguyệt nữa, buồng trứng vẫn phóng trứng ra và sản xuất ra estrogen và progesterone. Nhưng nếu mà phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung và buồng trứng thì sẽ gây ra cái tình trạng mãn kinh ngay lập tức, và kinh nguyệt của bạn sẽ dừng lại ngay, và bạn sẽ dường như gặp những cái cơn nóng bừng và các dấu hiệu triệu chứng của mãn kinh và có thể là nghiêm trọng. Những thay đổi hormone này sẽ xảy ra đột ngột và không kéo dài trong nhiều năm. Thứ sáu, đó là hóa trị và xạ trị. Những trường hợp điều trị như là ung thư có thể là gây ra tình trạng mãn kinh và gây ra những cái triệu chứng như là cơn bốc hỏa. Kinh nguyệt không phải là lúc nào cũng mất đi vĩnh viễn sau khi mà hóa trị, vì vậy biện pháp kiểm soát sinh sản vẫn là triển vọng.